Hello, xin đón chào các bạn đến với vòng xoay khủng long nha. Và đây có một con khủng long Indominus Rex mắt đỏ nó đang xuất hiện ở đây. Wow, rất là đẹp các bạn ơi, một con khủng long xanh màu trông cực kỳ là nguy hiểm luôn, đúng không nào? Đấy, và bây giờ đối thủ của nó chính là một con khủng long T-Rex màu nâu siêu to. Ui, con T-Rex bắt đầu nó xuất hiện nó gần đây. Và nó cắn vào cái con khủng long Indominus Rex luôn kìa các bạn ơi. Wow. Ui, hai con đánh nhau, một con kia nó nhỏ xíu sao mà đánh lại. Wow, đây kia nó con Indominus Rex nó cũng cắn vào tay con khủng long T-Rex luôn. Ui, hai con đang va chạm rất là gay cấn cùng với nhau này các bạn. Wow, thế là con khủng long T-Rex mà hai con Indominus Rex khỏe luôn. Rồi bây giờ vòng xoay sẽ dừng lại ở đâu đây? Ta-da! Ô, một cam đầu tiên nha. Rồi. Coi nào. Cam đâu ta? Bây giờ đây. Tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui. Xem nào. Hay. Cha, chính là đây. Đó chính là ô cam nè các bạn. Chiếc xe màu cam này sẽ chở con khủng long gì đây nha. Wow. Rồi và chúng ta cùng nhau xem nha. Ôi, và đang chui ra đó chính là một con khủng long T-Rex rất đẹp màu xanh lá cây. Wow, quá là đẹp luôn này, và đang có rất khó khăn để mà chui ra vì nó rất là to các bạn ơi. Rồi, mình sẽ quay cái đầu đấy, lấy cái đuôi ra nha. Ôi, và đó là một con khủng long T-Rex nha. Rồi, một con khủng long T-Rex với bộ da rất đẹp, màu xanh lá cây đây nè các bạn ơi. Và đó là đôi mắt màu vàng của nó. Wow. Xe rất là đẹp, rất là xanh xui ha. Wow, và đó, cái miệng quá trời răng sắc nhọn luôn. Wow, rất là tuyệt vời đúng không nào, đôi mắt màu vàng kìa. Ui, trông cái đầu của nó quá là đẹp luôn các bạn. Các bạn nào thích khủng long T-Rex này không ta? Đại, cái miệng đang há ra, mở và há to ra, vào há ra, ngậm vào, đó. Wow, rồi bây giờ mình sẽ cho cái con khủng long T-Rex này, nó sẽ chạy vô trong nha. Để rồi các bạn sẽ được nhìn thấy những con T-Rex thực thụ là như thế nào, và hãy xem đây. Wow, đang bước ra đây luôn các bạn ơi. Những món chân rất to khổng lồ đây nè. Và đó chính là, ui, là hai con khủng long T-Rex siêu to luôn. Gầm lên rất ghê. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau xem nha. Còn tiếp tục 5 ô này. Và đó là, xích chút nó nhích qua cái xe màu đỏ rồi. Ok, và mình sẽ mở cái xe màu xanh lam này ra nha. Rồi, và vòng xoay tiếng tiếng. Ở đây. Wow. Rồi, cùng nhau xem nha các bạn ơi. Ok, và bay ra luôn. Tiếng tiếng. Một con khủng long bay vụt qua lại. Quá đẹp. Các bạn có kịp nhìn thấy không nào? Đây, và khủng long bay sẽ ngừng lại tại đây cho mọi người thấy nha. Đó, một chú khủng long bay với cái đầu đuôi cá rất to.
Wow. Đấy, và đang gian đôi cánh rất to và rộng nè. Ồ, đang đập cánh bay bay bay. Những con này là nó đi bắt cá rất là giỏi luôn. Wow, đấy bay chà đảo, chà đảo, chà đảo. Ui, nó có đôi mắt tròn màu vàng rất đẹp luôn. Wow, và đây đang hạ xuống đây. Đấy. Đó là những con khủng long bay rất đẹp kìa các bạn ơi. Ok, và chúng ta hãy tiếp tục nha. Và rồi đây có một cái xe màu đỏ. Đây, chúng ta đã quay tới chiếc xe màu đỏ rồi. Ôi, rồi. Và đây, mở ra cùng xem nha các bạn ơi. Đó, mình sẽ đâm 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 thế này để rộng chỗ cho những con khủng long chui ra nha các bạn, rất đẹp ha. Ôi. Rồi, về đây chuẩn bị nha các bạn ơi. Rất là hồi hộp luôn đó các bạn. Ok, và rồi chúng ta đang được nhìn thấy đây, 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 đó là một chú khủng long Brachiosaurolophus màu nâu, hay còn gọi là khủng long màu kiếm nè các bạn. Đây, một con khủng long màu kiếm màu nâu rất to với cái mào kiếm siêu dài trên đầu nó luôn kìa các bạn ơi. Và đó rất đẹp luôn nha. À, một cái bộ da sần sùi và cái lưng cong vòng. Có lẽ con khủng long này nó đã khá lớn tuổi rồi đó các bạn ạ. À. Nhưng nó rất là đẹp luôn đúng không nào? Đấy, cái bộ da bóng bẩy. Nhưng mà trong này có những cái nét sần sùi ha, rất là hay. Rồi, đó mình đang được sờ vào cái mào kiếm của nó đây. Ồ, quá là tuyệt vời luôn. Rồi, và bây giờ hãy chuẩn bị nha. Ok, và đang bước ra đây nè. Wow, đó là một bầy khủng long. Wow, đó là một bầy khủng long mèo kiếm đó. Rất là tuyệt vời những con khủng long màu kiếm của chúng ta. Và bây giờ vòng quay của chúng ta tiếp tục. Ok. Vào đây, vào đây, vào đây. Là ô màu tím các bạn ơi. Suýt chút là qua ô màu bí mật rồi. Ui, và bỗng nhiên con khủng long Indominus Rex nó xuất hiện ngăn cản mình, không cho mình dùng cái tua vít này để mở cái xe của chúng ta ra. Ồ, con khủng long này nha, không có được cắn như vậy, hãy thả nó đi nào. Ê, không có được cắn cái cây của ta. Ôi, đi ra đi, đi ra. Ồ, nó cắn ghê quá. Thôi, cuối cùng mình đã giành được cái tobit rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở chiếc xe màu tím này ra nha. Ok, đây 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 chính là ô này. Băng 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 rồi. Mình phải tạo cái không gian rộng lớn cho những con khủng long chui ra đó các bạn. Wow, và đã sẵn sàng rồi đấy. Chúng ta hãy cùng nhau xem nào các bạn ơi.
Ok, và đây xuất hiện cho các bạn thấy. Đó là một con khủng long Amegasaurus với một cái bộ sừng quá trời là sừng. Wow, một cái bộ sừng rất là dày luôn. Đấy, có bốn cái chân, wow, bốn cái chân rất dài. Và cái đuôi thì là siêu dài luôn. Wow, đấy, cái đuôi siêu dài của nó này. Ô cha cha, quá là tuyệt vời các bạn ạ. Wow, và rồi một đôi mắt màu đen cái kia. Quay quay quay. Rất là đáng yêu luôn. Cái con khủng long Amegasaurus này của chúng ta có gương mặt rất là mắc cười. Đó, và bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị thôi nào các bạn ơi. Và hãy chuẩn bị xem coi nha. Ui, đây rồi, khi cánh cửa công viên khủng long Jurassic Park mở ra, chúng mình sẽ được thấy đó chính là một con khủng long Amegasaurus đang từ từ bước ra kìa các bạn ơi. Rồi bây giờ vòng quay tiếp tục đây, coi nào coi nào. Ồ, tiếp theo đó chính là, ồ, xem chút nữa mình đã được thấy hồ bí mật rồi. Nhưng không, mình sẽ mở cái xe này trước nha. Chiếc xe màu xanh lam với con khủng long gì mà có hai cái chân ở đây đây. Ok, và đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem nha các bạn ơi. À, xuất hiện nào. Ui, là một con khủng long mày sau ra đó, rất mắc cười. Con này nó đi bằng hai chân sau là chủ, hai chân sau là chủ yếu, nhưng mà nó có hai cái tay chống phía trước để bước đi nữa, phụ thêm các bạn. Và nó là một con khủng long ăn cỏ rất là to đó nha. Wow wow wow, trông cái mặt nó rất là mắc cười luôn kìa. Đấy, và bỗng nhiên có một mối nguy hiểm đang đến gần rồi các bạn ơi. Ôi, các bạn có nghe thấy không? Đó là tiếng gầm rú của con khủng long Indominus Rex. Nó đã quay trở lại đây rồi. Ồ không, mà có biết con khủng long Indominus Rex nó đã xuất hiện trở lại. Rất nguy hiểm dành cho con khủng long Maya sau ra này. Wow, và hai con lao vào đánh nhau rồi các bạn ơi. Một con khủng long ăn cỏ như Maya sau ra, liệu có đánh thắng được con khủng long Indominus Rex hung dữ này hay không? Rồi cuối cùng là hai con về nhau. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ được thấy đó là một bầy khủng long Mesoga đang bước ra kia. Ồ, con này quá trời những cái màu sắc thú vị nha. Ok, và từ nãy đến giờ chúng ta đang chờ đợi đây đúng không? Ồ, bí mật của chúng ta. Rồi, mình sẽ rập hai cái đường dấu ích như thế này nha. Wow, 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 wow. Và rồi đấy. Cùng nhau xem. Ui, trong đây đầu tiên chui ra đó là một con khủng long Triceratops nè các bạn ơi. Đó là một con Triceratops màu đỏ nha. Wow, rất là đẹp luôn, một cái màu đỏ rực rất là nổi bật luôn kìa các bạn ơi. Oh. Rồi, mình sẽ để đây và chúng ta hãy cùng nhau chào đón tiếp theo nha. Coi là sẽ có con gì xuất hiện đây các bạn nhỉ?
Wow, và mình đã chạm tới nó rồi. Và bây giờ ngay đây đó chính là, ui, một cái đuôi dài như thế này. Các bạn ơi, các bạn có đoán được không? Và đó chính là một con khủng long Mosasaurus siêu to khổng lồ kìa. Wow, rất là đẹp luôn đó nha các bạn ơi. Một cái con khủng long Mosasaurus. Đấy, cái miệng rất là to luôn. Ô, và con khủng long Triceratops hút vào con Mosasaurus kìa. Ấy, đừng đánh nhau mà. Trời ơi, hai con khủng long này, trừ trong cái xe tải bí mật chúng ta mà còn đánh nhau như thế này nữa. Đồ, hãy dừng lại đi. Ôi, cái con khủng long này thiệt tình. Ồ, con Triceratops có lấy cái sừng dài hút ghê quá các bạn ơi. Mosasaurus lên bờ, sao ta mà đánh lại con Triceratops chứ. Ok, vậy là vòng xoay khủng long của chúng ta đã hết rồi các bạn ơi. Và ngay bây giờ đây, ta-da, có một con khủng long Spinosaurus hung dữ đang đứng nè các bạn. Wow. Các bạn có thấy nó rất hung dữ không nào? Một con khủng long Spinosaurus màu nâu với cái vây lưng đen đây nè. Đấy, 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 đôi mắt màu cam rất ghê luôn các bạn ơi. Đó, rất là đẹp nha. Con khủng long này biết bơi rất là giỏi đó. Và nó hay xanh môi ở dưới nước đó các bạn ạ. Wow, và không biết hôm nay nó xuất hiện ở đây với mục đích gì vậy ta. Nó không chịu nói các bạn ơi. À, mình có nghe được vài lời thì thầm từ nó. Ôi, và con khủng long Spinosaurus nói rằng là và hôm nay nó đến đây và rủ thêm rất nhiều khủng long nữa đến chơi cùng với chúng ta. Rồi, tiếp theo là con khủng long Gigantosaurus nha. Con Gigantosaurus rất là đẹp nè các bạn. Wow, cái răng rất nhỏ luôn. Đây là con khủng long xanh mồi, có những cái mảng màu loang trắng trắng trên lưng rất là ghê cái kìa. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Và có những cái móng chân màu đen ở dưới bàn chân của nó nữa. Ok, mình sẽ để hai con này qua đây nha. Và ngay bây giờ đây, chúng ta đang được thấy khi cánh cửa công viên khủng long mở ra. Wow, và đang xuất hiện những con Gigantosaurus rất to. Rồi, và tiếp theo có một con cá mập nha. Đấy, con cá mập đẹp ơi là đẹp nè các bạn ơi. Wow, đôi mắt màu đen và cái miệng to, thiệt là to luôn cái kia các bạn. Rồi, đây cái hàm răng của nó. No, đừng cắn tôi. Rồi, đang bơi tung tăng đây nè các bạn. Đó là con cá mập của chúng ta. Wow, bây giờ là một con khủng long mèo kiếm màu xanh nước biển rất là đẹp luôn. Đấy, đang chạy lon ton mà trong con này khá là nhỏ nhắn đáng yêu nè. Đó, con này có đôi mắt đỏ, một cái màu kiếm rất dài và cứng đó các bạn. Wow, rồi, con khủng long màu kiếm này quá là đẹp luôn. Các bạn nào thích con khủng long này không ta? Đấy, chắc hôm nào mình phải làm một cái event tặng khủng long cho các bạn mới được. Bây giờ là con Dimetrodo nó đang lò mò bước đi đây, khò. Wow. Đấy, con này nó có cái màu hồng cam rất rất là nổi bật luôn.
Con này nó cũng bơi rất giỏi, và đặc biệt cái loài này rất rất là hung dữ đó nha các bạn. Đấy, cái đuôi rất dẻo của nó kìa. Rồi, bỏ qua một bên nha. Và bây giờ, ui, đó là một bầy Dimetrodon kìa các bạn ơi, trông đáng sợ chưa. Wow, rất là ghê. Đấy, bây giờ là một chú. Nó là một con dê non nè, một con dê già chứ không phải dê non các bạn. Cái sừng nó rất dài luôn kìa. Đó, rất là đẹp, màu hơi xám xám nha. Con vật rất hiền lành và thường trong công viên khủng long thì những cái con này nó sẽ là món mồi cho những con khủng long các bạn ơi. Rất là ghê luôn. Đấy, và bây giờ tiếp theo. Và có một con khủng long Triceratops hay còn gọi là tam giác long nè. Nó có hai cái sừng dài phía trên kìa các bạn. Đấy, Triceratops rất đẹp, có những cái hoa văn sặc sỡ màu sắc. Wow. Và có bốn cái chân trông rất là khỏe luôn, có một cái mỏ cứng, thịt mặt cứng nha các bạn. Trông gương mặt khá là đáng yêu ha các bạn, coi là con khủng long cũng cực kỳ là hiền lành luôn đó. Hãy xem kìa, quá đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng coi tiếp nha. À, đây là một cái con Sinoceratops màu nâu. Có một cái sừng dài ở phía trước đầu kìa các bạn ơi. Con Sinoceratops này có một cái sừng siêu dài luôn ha. Và nó còn có những cái sừng tua tủa xung quanh đầu nó, nhìn như là những cái gai xung quanh một cái lá chắn vậy đó. Wow. Và nó cũng đáng yêu giống như là con khủng long Triceratops khi nãy vậy đó các bạn ơi. Nó cũng có một cái mỏ khá là cứng để nó ăn những cái cây gỗ to thì là to các bạn. Trông rất là khỏe luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xếp nó qua một bên. Tiếp theo chúng ta sẽ có, ui, đó là Therizinosaurus, một con khủng long rất nguy hiểm kìa các bạn. Đấy, con móng vuốt quá là dài luôn. Wow, đây có lẽ là con Therizinosaurus đầu đàn đó các bạn ơi. Các bạn hãy xem kìa, những cái móng siêu dài của nó rất là nguy hiểm. Cái móng này rất là sắc luôn nha các bạn. Cực kỳ là sắc nhọn luôn đó. Đây, đó, và con này có cái màu đỏ đỏ trông rất là nổi bật ha. Đây chắc là con Therizinosaurus đẹp nhất trong tất cả những con Therizinosaurus mà mình có luôn đó các bạn ơi. Vừa to mà còn vừa đẹp nữa. Ok, và bây giờ nha, chúng ta hãy cùng nhau xem thế nào. Khủng long Therizinosaurus sẽ xuất hiện ngay bây giờ đây, cho các bạn cùng xem nha. Rồi, mình sẽ cất con này qua một bên đi, cho nó gọn gàng. Vào đây khi cánh cửa của công viên khủng long mở ra rồi. Wow, và đó là một con Therizinosaurus siêu to khổng lồ. Rồi, tiếp theo, ui, đó là khủng long Ankylosaurus với một cái bộ giáp gai trông rất cứng cáp. Đây là một bộ giáp không thể xuyên thủng rất đặc biệt của khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Có bốn cái chân luôn nha, con này cũng bòn bốn chân luôn đây nè. Và có những cái sừng rất là dài ở ngay cái đầu của nó luôn.
không chỉ có gai sừng ở trên lưng mà nó còn có một sừng dài trên đầu, đó là cái đuôi rất cứng của nó này các bạn. Đấy, cái đuôi này như một cái chùy vậy, nó có thể gõ bon 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 rất ghê. Rồi, coi coi, và tiếp theo có là khủng long Trung King Osiris nha các bạn. Những ai thích khủng long có nhiều gai thì đây, Trung King Osiris là một con khủng long siêu nhiều gai luôn. Con này có những cái hoa văn màu sắc đẹp nha, và có một cái màu xanh lá mạ nữa, trông rất là tươi tắn. Các bạn thấy thích không nào? Đấy, màu rất đẹp luôn. Sặc sỡ, màu kiểu cam cam, xanh xanh. Một cái gai lại có cái màu đen đen ha. Wow, wow, wow. Và đấy, rồi một chú khủng long bay với cái đầu đuôi cá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn kìa các bạn ơi. Có đôi cánh rất to nha, riêng cái con khủng long là một cái đôi cánh siêu to luôn đó các bạn. Wow, và đây rồi một con Canotaurus. Ui, một chú Canotaurus hơi nhỏ nhỏ mà màu đỏ rất đẹp nè các bạn. Đấy, có hai cái sừng ở trên đầu của nó kìa. Wow. Khủng long Canotaurus rất hung dữ đó các bạn ơi. Và đây mình sẽ cho các bạn xem sự hung dữ của những con khủng long Canotaurus này đây. Wow, và nó đang bước ra kia kìa, rất ghê. Rồi và bây giờ là một con khủng long nào kiếm Parasaurolophus siêu đẹp luôn. Đây, con này to thiệt nha, to hơn cái con màu xanh nước biển nhỏ xíu siêu hồi nãy luôn á. Wow. Và các bạn ơi, thật là buồn vì có lẽ là vòng xoay khủng long của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ôi, thật là buồn khi phải nói lời chào tạm biệt các bạn tại đây. Các bạn nhớ like, subscribe kênh và ấn nút theo dõi thông báo để đừng bỏ lỡ những video cực kỳ hấp dẫn tiếp theo của mình nha. Rồi rồi rồi, mình có chú khủng long Giganotosaurus màu nâu trông tuyệt đẹp này đây. Rồi, và có lẽ là mình với con khủng long Giganotosaurus này gửi lời chào tạm biệt đến các bạn nha. Bye bye.